Chào các bạn nhé. Để mình xé bịch rong câu cho các bạn xem trước đó nha. Cái bịch rong câu này nó cũng không có mối xé này. Không có nha các bạn. Chúng ta có thể xé bằng hai cái chìa khóa hoặc là hai cái muỗng hoặc là những vật dụng gì nó tương tự nha các bạn. Mình xé bằng chìa khóa trước nha, rồi một lát là mình xé bằng hai cái muỗng cho các bạn xem. Đây, chúng ta đặt bên này một cái chìa khóa, bên này mép bịch nha các bạn, bên kia mép bịch một cái chìa khóa, rồi chúng ta miết hai cái mép chìa khóa đó, phát một được luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ xé bên hông này cho các bạn xem này, rất là dày luôn nha. Các bạn đặt một cái bên này, một cái chúng ta đặt bên này đó. Rồi các bạn, hai cái muỗng này các bạn siết miết qua đó, rách luôn nha các bạn.